Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website kisato.vn. Khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096 345 9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu nội thất tân cổ điển đẳng cấp nhất tại Bắc Cạn của gia đình anh Dương Văn Tuân. Với phong cách tân cổ điển là sự kết hợp hòa quyện từ nghệ thuật cổ điển trang nhã, nét phóng khoáng trong phong cách hiện đại. Phong cách này thu hút bởi những chi tiết điêu khắc tinh xảo được nhấn mạnh, đồng thời đáp ứng được các tiêu chí của sự cân bằng, hài hòa và tỷ lệ. Sự cân bằng và sự thanh lịch hài hòa của phong cách này được thể hiện rõ trong mọi yếu tố, mang lại cảm giác cao quý và có phần xa hoa cho không gian. Phòng khách 33m2 cùng với đồ nội thất tiêu chuẩn thường được sử dụng với gam màu trầm nhằm làm nổi bật trong không gian hoàng gia. Trong kiến trúc chính của ngôi nhà, các đường phào chỉ đan xen những bức phù điêu hoa văn lại càng tăng thêm vẻ sang trọng vương giả. Hòa quyện trong không gian chủ đạo chất liệu gỗ với các đồ nội thất phối trí đi kèm, các mạch đường cũng được ốp gỗ sang trọng, càng tạo thêm sự nổi bật. Phần trần thạch cao trắng ngà, thiết kế giật cấp tinh tế kết hợp cùng những đường phào chỉ lại càng tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ tinh xảo. Bề mặt còn được bố trí đèn downlight âm trần cùng hệ đèn chùm thủy tinh cao cấp tạo thêm điểm nhấn, có tác dụng cấp sáng cho không gian phòng. Bộ bàn ghế sofa chính giữa được thiết kế độc đáo, chất liệu gỗ được bọc da cao cấp lại càng tăng sự quyền quý. Không quá cầu kỳ bởi các đường nét họa tiết trang trí, đơn giản nhưng không giản đơn, mang lại cảm giác thư thái, thoải mái, vẫn là chất liệu đặc trưng của những mẫu thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Phần tường vốn thô cứng được ốp gỗ trang nhã, mặt tường còn lại được dán giấy hoa văn tinh xảo kết hợp thêm các đường phào chỉ càng tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ của không gian. Phần cách với phòng khách được thiết kế một hệ lam gỗ sang trọng, độc đáo, thay thế những thiết kế truyền thống. Chính giữa hệ lam được bố trí những hộc tủ để đồ, nơi gia chủ có thể bày trí những món đồ yêu thích. Phòng bếp và bàn ăn 33m2. Phòng bếp là một trong những khu vực quan trọng của căn nhà. Thông thường phòng bếp được thiết kế thông liền với phòng khách. Phòng ăn mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng. Bạn sẽ nghĩ ngay đến những bữa tiệc kiểu hoàng gia trong mẫu thiết kế nội thất này. Màu sắc nội thất vẫn tông trầm làm chủ đạo, tạo nên sự hấp dẫn và sang trọng. Phòng bếp ăn được bố trí khá khoa học, ngăn nắp và tiện nghi. Đồng thời với đó, các chi tiết mềm mại, cong cong khiến bộ bàn ghế trong toàn bộ căn phòng thêm đẹp và ấn tượng hơn bao giờ hết. Việc phối hợp hài hòa hai yếu tố giữ chất liệu bọc da cao cấp cùng với sự mềm mại, huyền chuyển vốn có khiến cho mẫu thiết kế phòng bếp ăn mang hơi thở hoàng gia trở nên đẹp và sang trọng hơn bao giờ hết. Phòng ngủ 15m2, 20m2, 15m2 và 20m2. Khác với những khu vực công năng khác, phòng ngủ đóng vai trò là không gian riêng tư, được coi là chốn dừng chân yên bình của cá nhân sau một ngày làm việc mỏi mệt. Chính vì vậy, việc bố trí phòng ngủ đòi hỏi sự tiện nghi và mang đậm phong cách riêng. Trong thiết kế phòng ngủ, ánh sáng quyết định đến vẻ đẹp cho căn phòng. Do đó, việc lựa chọn một hệ thống chiếu sáng vô cùng quan trọng nhằm tạo cho người ngủ cảm giác êm ái và thoải mái nhất. Không gian phòng ngủ trong mẫu thiết kế nội thất tân cổ điển gây thương nhớ với chiếc giường và tủ quần áo tông màu trầm. Chất liệu chính là gỗ, cùng với hệ rèm sáng màu, họa tiết trang trí sáng và kết hợp với dây dán tường trang trí màu đồng ở đầu giường, tạo nên một hiệu ứng thu hút và đầy sức sống cho không gian, giúp bạn có thể sở hữu không gian sống tiện nghi và thoáng mát. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn mẫu nội thất mang phong cách tân cổ điển vô cùng đẳng cấp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của kisato.vn. Chào xuân 2022, lì xì Tết, đón lộc đầu năm tại Kisato. Giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông. Giảm giá thiết kế lâu đài, nội thất lâu đài còn 160.000 đồng và 200.000 đồng trên mét vuông. Thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất tháng 2 tại Kisato. Nhanh tay đăng ký, nhận ưu đãi ngay.